Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì máy bơm mini số 8 chúng con đang test độ hút sâu của máy bơm nước không thử than 24V 90W. Con bơm này là công suất 90W, đẩy cao 18m và lưu lượng 25 lít/phút. Các video trước thì đã giới thiệu. Hôm nay em sử dụng hút giếng sâu. Giếng bây giờ đã sâu đến độ sâu 5m rồi các bác ơi. Đó, 5m rồi. Giếng đào sâu hoáy. Đó các bác nhá, mà nước vẫn lên ok này. Nói chung là các bác cứ mồi cho nó. Mồi cho nó xong là cắm điện là lên thôi các bác. Con này để chiêm cũng được mà để nối cũng được, để nối là phải mồi. Ít trời mạnh quá. Hút sâu lên 5m mà nước ra vẫn rất là mạnh, rất ok. Con này các bác sử dụng để bơm nước tưới tiêu sinh hoạt, bơm nước giếng khoan. Giếng sâu. Không biết là độ sâu tối đa của nó là bao nhiêu mét, hôm nay là em thấy là khá sâu mà nó vẫn hút lên mạnh, khá mạnh, 5m. Mà sâu hơn thì đến 5, 7, 8m, 9m thì không biết là nó hút thế nào, chưa biết. Đó, khá ok các bạn. Con này áp đẩy cao 18m. Hút sâu thì như video test. Nói chung là khi mà hút sâu 5m này thì độ đẩy cao của nó chắc chắn sẽ giảm bớt xuống. Em nghĩ là như vậy. Còn lưu lượng của nó là lớn nhất là 25 lít/phút. Càng hút sâu càng đẩy cao thì lưu lượng nó sẽ càng giảm xuống một chút nhé. Đấy các bạn. Cái là dòng này nó tiết kiệm điện nhỏ gọn nhưng mà nó chạy rất là ok nhé, chạy cả ngày luôn. Nhiệt độ motor nó vừa phải, không nóng lắm. Nó tản nhiệt rất là tốt luôn. Không cần thiết phải ngâm chìm nó cũng tản nhiệt tốt. Đó. Video này thì em xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác.